Xin chào các bạn và các em học sinh. Trong nội dung bài giảng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cô đi soạn bài Thu hứng, trích cảm xúc mùa thu của Đỗ Phủ, sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, tập 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 2, trang 47. Trước khi đi vào với nội dung chính của bài học ngày hôm nay, để các bạn và các em có thêm nhiều bài giảng tham khảo, đồng thời nhanh chóng tiếp cận những bài giảng mới, chúng ta hãy search từ khóa chương trình mới trung học cơ sở, trung học phổ thông trên thanh công cụ tìm kiếm của kênh YouTube. Tại đây chúng ta sẽ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng bật thông báo ở góc bên phải màn hình. Ở phía dưới trong kênh sẽ có rất nhiều những bài giảng thuộc các bộ môn văn hóa cơ bản để các bạn và các em chúng ta có thể tham khảo. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nghe cô theo dõi lên trên màn hình. Đây là hình ảnh của những mùa thu hoa vàng lá rụng, những mùa thu với những khí hậu trong lành mát mẻ. Chúng ta có cảm thấy mình yêu thích mùa thu nhất trong năm không nào các em? Như vậy thì chúng ta có thể xác định được tình cảm của mình, sở thích của mình đối với các mùa trong năm. Nhưng mùa thu là mùa của những thi nhân, những nghệ sĩ luôn sáng tác cho mình những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc nhất. Ngày hôm nay chúng ta cũng cùng cô đi tìm hiểu văn bản với nhan đề là Thu hứng. Chúng ta sẽ cùng cô đi tìm hiểu vẻ đẹp của bài thơ, khung cảnh của một bài thơ ấy, mùa thu được tái hiện như thế nào qua bài thơ ấy nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về tri thức ngữ văn trong bài thơ Cảm xúc mùa thu, Thu hứng. Bài thơ được viết theo thể thơ đường luật. Về hình thức thì thơ đường luật gồm có cấu trúc vô cùng chặt chẽ. Các dạng chính của bài thơ đường luật là thể thơ bắt cú, thơ tuyệt cú và bài thơ luật. Bố cục của một bài thơ đường luật, bài thất ngôn bắt cú đường luật gồm 4 cặp câu tương ứng với 4 phần: đề, thực, luận, kết. Cách gieo vần là bài thơ chỉ gieo một vần, thường là vần bằng, ở các câu 1, 2, 4, 6, 8. Gieo luật bằng chắc, quy định về sự hòa thanh trong từng câu và trong cả bài. Nghệ thuật đối giữa câu thực và câu luận. Ngôn từ ở trong bài thơ đường luật, từ ngữ rất hữu hạn, biểu đạt sự tinh tế, gợi ra nhiều liên tưởng và ý nghĩa. Cùng với cấu tứ là nó theo mối quan hệ tương đồng hoặc đối lập, tả ít gợi nhiều, tả gián tiếp hơn là trực tiếp. Người sáng tác luôn phải tuân thủ theo những quy định nhất định khi viết về thể thơ đường luật. Nội dung của một bài thơ đường thường đề cập đến đề tài yêu nước, vẻ đẹp thiên nhiên và tình cảm của con người. Chúng ta sẽ cùng cô đi đến với phần B, phần đọc hiểu văn bản. Chúng ta sẽ đến với phần 1 La Mã, là phần tìm hiểu những tri thức liên quan đến tác giả. Tác giả ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu là tác giả Đỗ Phủ. Tác giả sinh năm 712, mất năm 777. Tên là Tử Mỹ, người hiệu là Thiếu Lăng, người huyện Củng, Hà Nam, Trung Quốc. Được người đời xưng tụng là Thi Thánh. Ông xuất thân trong một gia đình có truyền thống nho học và thơ ca lâu đời. Thuở trẻ, Đỗ Phủ cũng đi thi nhưng không đỗ. Suốt cuộc đời, ông sống trong cảnh đói nghèo và bệnh tật. Tuy ngọn lửa đam mê văn chương trong lòng ông không bao giờ tắt, ông sáng tác rất nhiều và để lại cho đời hàng ngàn bài thơ có nội dung rất phong phú và sâu sắc, phản ánh sinh động những sự kiện lịch sử thời ông đang sống và chan hòa giữa lòng yêu nước, thương đời. Với những đóng góp to lớn cho nền thi ca Trung Quốc nói riêng và nền văn học nói chung, ông Đỗ Phủ đã được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới. Ông sống vào thời đất nước Trung Quốc trong cảnh rối loạn triền miên, là nhà thơ hiện thực lớn nhất không chỉ của thời Đường mà cả lịch sử thơ ca của Trung Quốc. Bên cạnh những bài thơ được coi là thi sử, Đỗ Phủ còn sáng tác những bài thơ trữ tình thể hiện cảm xúc chân thành của mình trước thiên nhiên, con người và cuộc đời. Những bài thơ đặc sắc đó, trong đó có bài Thu hứng, trích cảm xúc mùa thu. Đây là một bài thơ thứ nhất trong chùm thơ thứ 8 của Đỗ Phủ, được sáng tác năm 766 khi ông đang phiêu bạt ở Quý Châu. Tứ Xuyên là vùng núi hùng non hùng vĩ, hiểm trở, cách xa quê hương nhà thơ mấy ngàn dặm. Sau 11 năm kể từ khi bùng loạn nổ là An Lộc Sơn, tuy đã dẹp loạn xong nhưng đất nước vẫn kiệt quệ và vì chiến tranh, nhà thơ vẫn phải lưu lạc ở quê người. Hoàn cảnh ấy đã khơi gợi cảm xúc bi thương là cảm xúc chủ đạo cho bài Thu hứng. Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu tác phẩm. Thơ Đỗ Phủ tập trung vào 3 đề tài lớn, đó chính là nhiệt huyết yêu nước, phản kháng cường quyền và cảm thông với số phận của dân đen. Ông sáng tác rất nhiều thể thơ, tác phẩm của ông hiện có tới hơn 1.000 bài. Chúng ta tìm hiểu về bài thơ Thu hứng. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác, nó nằm trong chùm thơ Thu hứng gồm 8 bài.
sáng tác năm 766 trong những ngày phiêu bạt, ốm yếu, khốn khó tại Quỳ Châu. Chúng ta tìm hiểu về thể loại và bố cục. Thu hứng là bài thơ viết theo thể thất ngôn bát cú. Bố cục gồm có 4 câu đầu là thiên về tả cảnh, là cảnh thu. 4 câu cuối là thiên về bộc lộ tâm trạng của nhà thơ, tức là tình thu. Chúng ta tìm hiểu phần phiên âm, phần dịch nghĩa, phần dịch thơ của bài thơ Thu Hứng như sau. Bài thơ Thu Hứng là bức tranh của mùa thu ảm đạm hiu hắt, vừa là bức tranh tâm trạng nặng trĩu u sầu của nhà thơ trong cảnh loạn lạc, lo cho hiện tình của đất nước đang lâm vào cảnh rối ren loạn lạc, thương nhớ quê hương xa xôi và ngậm ngùi xót xa cho thân phận bất hạnh của đời mình nơi đất khách quê người. Chúng ta cùng nhau đi đọc phần phiên âm. Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm, vu sơn vu giáp khí tiêu sâm, giang gian ba làng kiêm thiên dũng, tái thượng phong vân tiếp địa âm, tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ, cô chu nhất hệ cố viên tâm, hàn y xứ xứ thôi đao xích, bạch đế thành cao cấp mộ trâm. Phần dịch nghĩa như sau. Sương móc trắng xóa làm tiêu điều cả rừng cây phong, núi vu kẽm vu hơi thu hiu hắt, gió lộng sông sóng vọt lên tận lưng trời, trên cửa ải mây xả xuống giáp mặt đất âm u, khóm cúc nở hoa đã hai lần làm tuôn nước mắt ngày trước, con thuyền lẻ loi buộc mãi tấm lòng nhớ nơi vườn cũ, chỗ nào cũng rộn ràng giao thước để may áo dép. Về chiều bạch đế cao, tiếng chày đập áo nghe càng dồn dập. Chúng ta tiếp đến tìm hiểu về phần dịch thơ của bài Thu Hứng như sau. Lác đác rừng phong hạt móc xa, ngàn non hiu hắt khí thu lòa, lưng trời sóng rợn lòng sông thẳm, mặt đất mây đùn cửa ải xa, khóm cúc tuôn thêm dòng lễ cũ, con thuyền buộc chặt mối tình nhà, lạnh lùng dục kẻ tay đao thước, thành bạch chảy vang bóng ác tà, theo Nguyễn Công Trứ dịch. Chúng ta cùng nhau đi so sánh bản dịch với nguyên văn. Các em sẽ cùng đã được lắng nghe cô đọc toàn bộ lại phần nguyên văn, phần dịch nghĩa và phần dịch thơ. Chúng ta sẽ so sánh phần dịch thơ ở câu số 1. Từ lác đác có thể hiểu là thưa thớt, nhưng ở trong nguyên văn lại là cây phong chịu sự tàn phá dữ dội của sương móc. Ở câu số 2, tác giả phần dịch thơ đã bỏ đi địa danh và phần nguyên văn thì vẫn giữ nguyên địa danh là núi vu và kẽm vu. Khí thu lòa thì phần nguyên văn là tiêu sâm. Câu 3 và câu 4, dịch thơ là sóng rợn mây đùn, còn phần nguyên văn là đối lập rất dữ dội, sóng tung lên bầu trời, mây xả xuống mặt đất. Câu số 5, phần dịch thơ có từ lạnh lùng, nguyên văn sử dụng từ hàn y có nghĩa là áo rét. Từ phần dịch thơ đã bỏ từ xứ xứ, còn phần nguyên văn vẫn giữ nguyên từ xứ xứ có nghĩa là nơi nơi. Bài thơ chia làm 2 phần. Phần 1 là 4 câu thơ đầu đề thực là bức tranh về đẹp thiên nhiên mùa thu ở vùng rừng núi thượng nguồn Trường Giang. 4 câu sau chủ yếu là cảm hứng của thi nhân trước cảnh vẻ đẹp thu trên đất khách. Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu phần 1 là cảnh thu. Chúng ta tìm hiểu về tả cảnh ở tầm nhìn xa. Tác giả sử dụng hình ảnh của rừng phong mang một nét điêu thương vì tác động của sương móc trắng. Sương thu dày đặc là rừng phong đã bị tàn héo, tàn tạ và héo úa. Hình ảnh của vu sơm, vu giáp là mờ mịt ở trong sương, tiêu sâm tối tăm và ảm đạm. Chúng ta nhận xét được rằng Đỗ Phủ không chỉ dùng từ thu mà vẫn nói được mùa thu, thi nhân cảm nhận thời gian qua cảnh vật. Màu sắc đỏ úa của rừng phong, trắng của sương, không khí thì tiêu điều và hiu hắt âm u, trạng thái vận động là sóng tung vọt trùm bầu trời, gió xà xuống mây mặt đất. Chúng ta nhận xét được rằng câu 3 và câu 4 là khung cảnh tả thực, tác giả sử dụng phép đối, sóng cao tới lưng trời, mây đùn tiếp giáp mặt đất. Chúng ta nhận xét được rằng cảnh thu mở rộng vùng biên ải, dữ dội vừa tàn tạ ảm đạm âm u, núi non hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt và biên ải không bình yên. Chúng ta tìm hiểu tiếp đến là những câu cuối là tình thu.
Cảnh thu vẫn được tả nhưng ở tầm rất là gần. Câu 5, câu 6 tác giả sử dụng nghệ thuật đối. Hình ảnh của hoa cúc là hình ảnh tiêu biểu của mùa thu. Khóm cúc tuôn thêm dòng lệ cũ và hình ảnh của con thuyền buộc chặt mối tình nhà gợi cuộc sống trôi nổi nơi đất khách quê người. Động từ nở có nghĩa là khai, kết hợp với cụm từ nước mắt tuôn rơi tha nhật lệ. Hoa cúc nở ra nước mắt, hoa cúc làm người xem rơi nước mắt, từ lưỡng chỉ thời gian. Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ, hai lần hoa nở, hai lần mùa thu đã đi qua. Cô chu chúng ta hiểu có nghĩa là con thuyền đơn độc, duy có nghĩa là buộc chặt mãi. Tâm có nghĩa là tấm lòng nhớ, cố viên là không thể về nơi vườn cũ. Cô chu nhất hệ, cố viên tâm, hàn y xứ xứ thôi đao xích, bạch đế thành cao cấp mộ châm. Chúng ta hiểu được rằng là cảnh sống và tâm trạng nơi đất khách quê người rất là cô đơn, ngưng trệ, bất lực, cứ nhớ nhung, mong đợi và khắc khoải mãi được trở về quê hương. Câu số 7 và câu số 8 là hình ảnh của bạch đế cao và mặt trời lặn. Lạnh lùng dục tay kẻ giao thước, thành bạch chày vang bóng ác tà. Hàn y xứ xứ thôi đao xích, bạch đế thành cao cấp mộ châm. Chúng ta hiểu được rằng âm thanh của tiếng chày đập vải, giặt áo may dép rất là dồn dập. Âm thanh của giao thước may áo, tiếng chày đập vải gợi ra không khí sinh hoạt hàng ngày của người dân, báo hiệu một mùa đông lạnh lẽo sắp đến. Mọi người đang vội vàng may gấp áo để chuẩn bị chống rét. Âm thanh diễn tả sự thổn thức, chờ mong được trở về quê của tác giả. Con người nghĩ về cái rét của mùa đông sắp tới, âm thanh của cuộc sống ấy dội vào lòng người xa xứ bao nỗi buồn lo và khắc khoải. Chúng ta nhận thấy được rằng bốn câu thơ trong phần luận kết sử dụng bút pháp tả cảnh ngụ tình, phản ánh hiện thực đầy bất ổn, cảnh ngộ tâm trạng đáng thương của nhà thơ và của người dân Trung Quốc trong cảnh loạn lạc. Chúng ta sẽ cùng cô đến với phần 4. Ba La Mã là phần tổng kết về nội dung và nghệ thuật trong bài thơ này. Tác giả sử dụng nghệ thuật chính là biện pháp tả cảnh ngụ tình, xây dựng các mối quan hệ tương đồng, cảnh, tình, sự vật, tâm trạng. Ngoại cảnh tức là miêu tả nội tâm. Sử dụng từ ngữ, hình ảnh góp sức gợi hình, gợi cảm và nhiều lớp ý nghĩa khác nhau. Về nội dung, bài thơ thu hứng được sáng tác khi Đỗ Phủ đang lưu lạc tại Châu Quỳ, sống những ngày tháng khó khăn và khốn khổ bệnh tật. Tuy nhiên, bài thơ không chỉ là nỗi niềm thân phận của cá nhân tác giả, mà còn là nỗi lòng của biết bao người dân Trung Hoa bấy giờ, sống trong cảnh loạn lạc, nước mất nhà tan, xã hội chưa ngày nào được yên ổn, người dân luôn sống trong nỗi lo, lắng bất an, lo sợ, trống vắng. Bài thơ là bức tranh về mùa thu Trung Quốc, hoàn cảnh sống, bức tranh tâm trạng của con người, nỗi lòng lo âu, khắc khoải, khát khao của một cuộc sống bình yên nơi quê hương xứ sở. Hỏi. Tổng kết vừa rồi đã khép lại bài học ngày hôm nay mà chúng ta đã cùng cô đi tìm hiểu. Bài thơ thu hứng thể hiện nỗi lòng riêng của tác giả, chan chứa tâm sự yêu nước, thương đời. Nghệ thuật thơ đường đã đạt đến mức độ mẫu mực trong bài thơ thu hứng. Chúng ta sẽ cùng khép lại bài học ngày hôm nay tại đây. Các bạn và các em thấy video bài giảng này hay, chúng ta hãy bấm like và đừng quên nhấn nút đăng ký để đón xem về những bài học của các bài giảng của các môn học khác. Các bạn và các em có ý kiến gì hãy comment bên dưới để cô cùng giải đáp. Cuối cùng, cô chúc các em học